Thông tin từ cơ quan thời tiết Philippines cho biết, bão Saola đã mạnh lên thành siêu bão, làm tăng khả năng mưa lớn và gió mạnh tấn công các khu vực trồng lúa và ngô quan trọng ở các tỉnh phía bắc nước này. Theo cơ quan thời tiết Philippines, bão Saola hiện có sức gió tối đa lên tới 185 km/h ở vùng gần tâm bão và gió giật lên tới 230 km/h. Sáng sớm 27 tháng 8, tâm bão nằm trên vùng biển gần bờ tỉnh Isabela, phía bắc Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines dự báo sẽ có mưa lớn vào cuối ngày 27 tháng 8 cũng như trong ngày 28 tháng 8 tại các tỉnh Isabela, Cagayan, Ilocos và vùng Cordillera làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất. Các tỉnh này nằm trong số những địa phương sản xuất lúa, ngô và rau lớn nhất cả nước. Bão Sao La dự kiến cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh khác trên đảo Luzon cũng như thủ đô Manila trong 3 ngày tới. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, gió mạnh và mưa lớn đã tấn công biển Bắc Philippines khi bão Doxuri đổ bộ, khiến các dòng sông tràn vào bờ và hàng ngàn người bất điện.